Việt Nam hiện đứng đầu Đông Nam Á về tỷ lệ bệnh tiểu đường với 3,7% dân số mắc bệnh này, theo thống kê của Liên đoàn Tiểu đường Quốc tế IDF vừa công bố. Báo Tuổi Trẻ trích khuyến cáo của IDF nói, trong số khoảng 3,3 triệu người Việt đang bị bệnh tiểu đường, có sự góp mặt ngày càng đông của giới trẻ và số ca tiểu đường gia tăng nhanh chóng, không chỉ ở thành thị mà cả ở các vùng núi. Giới chuyên môn trong nước nói, các yếu tố phát sinh từ lối sống như tình trạng thừa cân, béo phì, rối loạn trao đổi chất và thiếu tập luyện thể thục thể thao đã khiến cho số người bị tiểu đường loại 2 gia tăng. Truyền thông trong nước cho hay, theo một thống kê hồi tháng rồi, số người bệnh tiểu đường ở Việt Nam đã tăng trên 200% trong thập niên qua. Thành phố Hồ Chí Minh là khu vực có nhiều người bị tiểu đường nhất. Trong 10 năm qua, số ca bị tiểu đường trong thành phố gia tăng ở mức báo động là 300%. Theo Tân Hoa Xã, 65% bệnh nhân tiểu đường tại Việt Nam không được chẩn đoán chính thức, trong khi đa phần những người đã được chẩn đoán chưa được điều trị đúng mức. Tiểu đường là nguyên nhân gây chết người hàng thứ tư trên thế giới, làm giảm tuổi thọ con người từ 5 tới 10 năm. Trên toàn cầu, cứ 6 giây có một người tử vong vì tiểu đường, và cứ 20 giây lại có một người bị cắt cụt chân tay vì biến chứng phức tạp của căn bệnh chết người này. Giới chuyên môn nói, tiểu đường có thể được ngăn chặn bằng cách điều trị sớm, ăn uống lành mạnh và rèn luyện thể chất.